Chào các bác, hôm nay bên Sốc Dụng Cụ Nông Nghiệp lại gửi tới các bác một cái mẫu kéo cắt cành. Và tiện cũng gửi luôn cái phụ kiện đi cùng của cái kéo cắt cành, đó là cái đầu kéo. Thì khi các bác mà mua kéo này nhá, mà các bác sử dụng vài năm rồi, các bác mà hỏng cái đầu kéo như em quay đây, mà các bác đang cần thì các bác có thể liên hệ trực tiếp tới bên em nhá. Bên em sẽ bán lẻ cái đầu kéo này để gửi tới các bác. Còn khi các bác mà mua kéo ấy thì nó không đi cùng cái đầu kéo này đâu. Đấy, nó chỉ một cái kéo và đi theo một lưỡi cưa như thế này. Thì với một chiếc kéo cắt cành trên cao thì bên em có đầy đủ mẫu. Mẫu đầu tiên là cái mẫu hàng liên doanh, một cái mẫu kéo cao cấp mà em gửi cho trên cả nước đối với các bác rất là nhiều. Mẫu kéo liên doanh này thì em có 3m, 4m và 5m. Thì như các anh nhìn cái hàng đầu tiên đây là cái mẫu 3m nhé. Thứ hai là 4m này, thứ ba là 5m này. Các bác nhìn 5m thì nó sẽ dài trội hơn hẳn. Và riêng dòng 3m và 4m thì thu về thì nó chỉ là 1m8 thôi. Nhưng cái 5m thì nó thu về nó sẽ là 2m nhé. Đấy, thì với một cái mẫu kéo cắt cành trên cao như thế này thì đây là những cái dòng cao cấp nhất em gửi tới các bác trong cái vụ hái nhãn tới này. Và cái phụ kiện bán kèm theo đó là cái đầu kéo. Đấy, thì cũng có video em đăng tải cái đầu kéo này lên rồi, nhưng nhiều bác khi xem thì cũng nhầm lẫn là tưởng là một chiếc kéo là đi theo cái đầu này, nhưng mà không nhá. Một chiếc kéo nó chỉ đi theo một lưỡi cưa thôi. Lưỡi cưa vô cùng là sắc bén đây. Thì cái dòng đầu tiên mà cái tay cầm đen này thì nó là một mẫu kéo liên doanh. Cái dòng kéo này thì em cũng nói chi tiết về cái cách sử dụng của nó để các bác nhà mình khi mua được biết. Cái dòng kéo này thì giúp các bác cắt quả trên cao, cắt quả ở độ cao 4-5m thì các bác hãy sử dụng chiếc kéo này. Bởi vì bây giờ cũng rất nhiều bác cao tuổi, khi mà phải trèo cây thì rất chi là bất tiện. Các bác hãy sử dụng chiếc kéo này, chỉ cần đứng dưới gốc thôi các bác đã có thể cắt được 4-5m rồi, rất chi là tiện lợi. Thì cái dòng đầu tiên là cái dòng kéo liên doanh nhá. Kéo liên doanh thì nó có 3m, 4m và 5m này. Và các bác hãy để ý về cái dòng kéo 3m của hàng kéo liên doanh, nó sẽ lục giác như thế này nhá. Em quay rất chi tiết và rất sắc nét để các bác xem đấy. Ống của nó thì sẽ là nhôm hợp kim. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, đây là cái dòng 3m này. Còn đây là dòng 4m này. Đây là mẫu 5m này. Mẫu 5m đây nhá. Đấy. Và tiếp theo là hai cái mẫu cao cấp sau cùng là cái mẫu hàng Đài Loan nhập khẩu. Thì Đài Loan nhập khẩu thì bên em có Santa, một cái mẫu Santa cao cấp mà đang được các bác rất là tin dùng. Cái mẫu này thì nó sẽ nhẹ nhàng nhé, trọng lượng của nó chỉ 1,3 cân thôi, đến 1,4 cân. Còn cái mẫu kéo 4m và 5m thì trọng lượng của cái 5m nó sẽ là 1,8 cân. Cái 4m thì nó sẽ là 1 cân 5m nó sẽ là 2 cân, 4m nó sẽ là 1,8 cân, còn 3m của nó sẽ là 1,3 cân. Và với cái đầu kéo của cái kéo Santa đặc biệt nhất ở cái kéo này thì nó sẽ có hai cái móc nhé. Các bác khi mua chú ý. Và nhiều bác mua kéo 4m, 5m thì các bác hỏi là sao tôi không có móc, quên à? Thì không phải là quên đâu. Bởi vì 4 và 5m nó sẽ không có móc đâu các bác ạ. Không có móc cành. Móc cành là để làm gì? Móc cành để khi các bác sử dụng lưỡi cưa, cưa cành mà cành nó không rơi thì các bác có thể móc cành rơi xuống. Là cái này. Đây cái móc cành đây nhá. Và tiếp theo là một cái hàng bút đi, là cái hàng của Đài Loan công nghệ Nhật sản xuất. Với cái mẫu kéo bút đi này thì nó là hàng cao cấp nhất ở shop em hiện tại cái thời điểm bây giờ. Đấy, thì nó cũng không có móc cành đâu nhá. Nhưng chất nhựa của nó, các bác nhìn cái chất nhựa ở kéo này, nó được bọc trong một cái túi bóng. Hàng rất chi là chuẩn nhá, đi theo một, có một lưỡi cưa. Thì với tất cả những cái dòng kéo cắt cành trên cao này thì bên em nhận ship trên toàn quốc. Các bác ở đâu trên đất nước Việt Nam này chỉ cần alo, để lại địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Thì ở thời điểm này tới vụ hái trái rồi, mỗi nhà các bác cũng nên sử dụng một chiếc kéo cắt cành trên cao tiện ích này. Bởi vì một chiếc kéo như thế này thì các bác có thể sử dụng trong tất cả các công việc. Ở đây này các bác này. Hàng rất chi là chuẩn nhé. Và cái cán của nó, cái cầm tay của nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Cái cầm tay của chiếc kéo liên doanh thì nó sẽ màu đỏ, còn cái Santa với cái bút đi thì nó sẽ là nhôm hợp kim. Đấy, và phương thức mua bán hàng của bên em thì em cũng nói để các bác được tham khảo. Tất cả những cái mặt hàng của bên em khi các bác mua, các bác đều được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Các bác được kiểm tra hàng hết nhé, trước khi trả tiền. Đấy, khi về các bác bỏ ra kiểm tra thật cặn kẽ luôn. Đấy, bởi vì bên em bán hàng rất chi là chất lượng và uy tín. Không có lý do gì để cho các bác không kiểm tra hàng cả. Đó nên mà khi nhận hàng các bác bỏ ra kiểm tra hàng nhá. Đấy, hàng thì em cũng chi tiết để các bác được xem rồi. Mẫu kéo 3m, 4m và 5m các bác có thể tùy chọn.
Thế thì với tất cả những cái dòng kéo này thì khi các bác trên mọi miền Tổ quốc xem, hãy liên hệ ngay nhé, hoặc để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Em sẽ trực tiếp gọi lại để tư vấn các bác về tất cả những cái mẫu sản phẩm của bên em. Một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh nhé. Mỗi video em sẽ đăng tải một sản phẩm để các bác được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video mới về sản phẩm mới.